đàn solo giai điệu của một bài hát nào đó theo bản nhạc của ca sĩ hoặc là theo bản karaoke sử dụng giống nhạc nền thì thường là phải chọn cái bản nhạc của ca sĩ hoặc là karaoke do cùng tông với lại bản nhạc mình cũng chơi. Ví dụ bài Con đường xưa em đi ở tông La Thứ, và sẽ tập solo note theo bản nhạc của ca sĩ Chia Linh và Thanh Tuyền tông La Thứ. Bạn dạo giống như kiểu như là dạo nhạc ngâm thơ. Thank you.